Rồi, xin phép được bắt đầu. Và bây giờ tôi mời đồng thời quý vị mình được mắt cùng xem qua với một tài năng trẻ của đoàn Lô Tô Sài Gòn đương thời, một chàng trai rất duyên dáng cao 1m35. Chàng trai năm nay vừa tròn 20 tuổi với một bộ áo dài kết tông màu trắng bạc rất duyên dáng dễ thương. Chào đến tất cả quý vị, xin mặc cho đoàn Lô Tô Sài Gòn đương thời và xin chúc toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay được chú sức khỏe, được chào tất cả và trân trọng nhất ạ. Xin mời nghe em dễ thương. Rồi giờ bây giờ bên chúng em phục vụ cho bà con mình dòng lợi đầu tiên, dòng lợi mở hàng, ưu huynh mở hàng đủ bà con nha. Một lá vé là 10.000 đồng để chào đón bà con mình luôn. Và bây giờ mến mời toàn thể quý vị, ai đi xa tiếp mùa thì quý vị mình hãy tiến thẳng vào bên trong. Và tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định và một chỗ đứng thích hợp. Và phía bên cánh phải của Thanh Thanh đây vẫn còn ghế rất là nhiều. Đó quý vị mình đã thấy màu chàng trai bằng áo màu đỏ nha quý vị. Và cái tên rất là dễ thương, duyên dáng và đạt mớm. Sẽ phục vụ cho quý vị một chiếc ghế rất là duyên dáng dễ thương, chỉ có 80.000 đồng thôi. Quý vị mình ngồi xem cho bằng được từ màn đầu cho tới màn cuối thì càng về khuya thì càng hấp dẫn, phục vụ cho bà con mình trong buổi tối đêm nay. Rồi và bây giờ thì với tất cả các thành viên đang phục vụ cho bà con mình từng nơi, quý vị không vào bên trong được, chỉ cần đứng yên tại chỗ hay ngồi yên tại chỗ, nhấc nhẹ một bàn tay năm ngón lên quý vị mình ha. Bên trên chúng em sẽ điều động với tất cả các người đẹp để phục vụ cho bà con mình từng nơi từng chỗ luôn. Đây phía đằng sau em ơi, chia ra làm hai làm ba luôn, đó phục vụ cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi thẳng bên đây nè Hương Quả ơi, đó dễ thương, chung chung quay lại sau lưng cưng, đó quay lại sau lưng kìa đó. Rồi dạ từ từ cô chú anh chị mình ha, đó đi đâu mà vô mà già mà dừng chân ghé lại gian hàng nơi đây. Dòng loại đầu tiên, dòng loại dép ở đây là trời ơi fan quá trời luôn. Quả ơi trời ơi, ôi em có thời quá nha Quả ơi, dễ thương quá. Đây bám bên trái luôn, đứng bên phải luôn. Và quý vị mình anh trai vô đây ăn đó, mà đứng gì mà vô mà dèo đứng một mình ở ngoài đó nha. Rồi vô đây bắn cung hả, bắn em nè. Bắn chúng em có thưởng nè. Đây bây giờ một lá vé 10.000 đồng để chào đón bà con mình phía đằng sau người tài tài ba đô sau lưng kìa em dễ thương. Rồi giờ bây giờ Lusa, Lusa rồi Lusa bên đây nè cưng ơi, phải không, phải em tên Lusa nhỏ áo vàng Lucy hả? Trời ơi tên Lusa dễ thương muốn chết rồi, là Lucy trời ơi y chang như chó kế bên nhà tôi. Rồi, bạn mình nha, lưng lưng mình phải luôn. Và bây giờ là Lucy hả? Lucy còn hai cái cuối luôn, phía đằng xa luôn kìa. Đó là chỗ gian hàng của người đẹp Quỳnh Nhâm luôn. Rồi Nhâm ơi, bán được không Nhâm ơi? Nhâm à. Rồi, đừng nghiệp em gái quá ế quá hả? Rồi, rồi, cho bà con mình có thể dùng những ly nước ngọt ngào, thơm ngon, bổ dưỡng. Hoặc là quý vị mình có thể dùng qua những món ăn xuyên que đó của gian hàng Quỳnh Nhâm quý vị. Đó, dòng loại đầu tiên, dòng loại máy hàng. Và bây giờ mới mời toàn thể quý vị mình hai con bé trên đây tập trung cho sao? Rồi đưa giấy cho Hương Quả em ơi, đưa giấy Hương Quả em ơi. Đi xin cho quay lại phía đằng sau kìa em ơi. Ôi, ôi, tài hết nhé. Rồi phía đằng sau đây em ơi, phía đằng sau chị ta và em đấy rồi chị Nguyễn Trung chạy đằng sau luôn. Rồi phía đằng sau hết nhé luôn. Rồi đưa
dân nào em sống ra ngõ sao lại gặp em nữ mơ lung dắt xe ra đường em cứ theo hướng em anh cứ theo họ em tên làm em lưu luyến chứ sao chưa gặp mặt kín ta biết tay dân nào em vẫn chưa xa mới quen từ hồi em mắng cô bé mắt bò mò nhìn nhé bên đây nè Lucy 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 bên đây là cơn hot nhé dân ơi dân dân ơi sân khấu này cơn rồi dân hot nhé luôn ba đù quay lại là xuân cơn ghê chị ba bên đây nè rồi còn hai chiếc cuối bảo thủ luôn quý vị dòng lỗi đầu tiên dòng lỗi bán hàng và tân thanh còn chút rồi thôi quý vị gặp chị may mắn trong dòng lỗi đầu tiên và trước khi giờ cuộc chơi tân thanh sẽ xin thông báo tất cả quý vị một lá vé và hàng ngang quý vị bây giờ số 4 con số đọc giải 3 con số là thiếu 5 con số là dư và số nào luôn mà quý vị có thể đổi lại cho bên trên giúp em nha quý vị và mọi em nói nhẹ quá em nuốt cái lưỡi có dễ rồi và giờ mỗi dòng lợi có một ý hiệu khác nhau còn bây giờ còn một vé cuối trên tay ba đường là tôi mời tụi tội quý vị ai còn thế cho nên tập trung cho số số gì ra số gì ra số gì ra con số gì đây lắng lặng mà nghe tụi khi con cởi ra là con máy còn máy gì đây máy gì đây quay ngược thời gian trở về với tuyết thơ lòng nhau ngoài mưa lắm đêm đẹp lầy khi sẽ chia con nào đâu có thiết tiêu vui tươi chạy theo lũ bạn người mờ từng chiều nó cũng chia tháng ngày ai da ai da ai da ai da giống như con vịt vậy không phải từ lúc tập dài ai da nó kẹp cho cái lắc cái đào ai da ai da giờ bây giờ mới là tụi tới bây giờ số số gì ra con số gì đây số gì đây số gì ra ở làng bên có một người con gái số không may gặp phải ông chồng sai sao nữa nhậu lai dai nhậu hết mấy chai cứ nhậu lai dai thì đến con vợ mà nằm dài con số hai còn hai gì đây hai gì ta tuổi em còn xuân như bông hoa mà mới nở ông bướm đời chờ bao kẻ ước mơ em hai không hờ kẻo không là quý bốn hai mươi 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 bốn gặp vô mấy gì ra con sợ gì ra một trái tim khô một trái tim mơ đi trái tim đã nhiều lần đã đi nhở nhiều lần trái chốt tình yêu rồi đâu lẹ suốt đời em giống mãi là người để sao ngừng đành ôm trọn một mối tình cầm 45 mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra na 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 cùng em là những ngôi sao chứ bao chân em nhầm nát khuôn cao tầng em mãi ngàn đời là con gái Việt Nam con số tám số chị đây mấy chị đây hai 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 chị đây mùa xuân sang ta trước nhau bao ước muốn bao hy vọng cùng rủ nhau bao bay về trên môi người xinh tươi ta chúc nhau những lời chúc lành chúc cho Tết này tiếng cười khắp trời cái 21 ơi 21 em mới phát hiện cái điều này quả anh ơi nhà tôi mới phát hiện này mà chị Vy đâu chị gỡ cái chị Vy lên nè em coi cái quần cái coi nè cái quần này mang guốc đẹp quá hồi nãy mới mua phải không cho em coi cũ đứt rồi đâu cho em coi cái ủa chị nào có dài sao mang dớ vậy sao đau rồi em biết không sao đau thì nó chật quá nó đau à vậy hả bộ lạnh lắm mà chị mang dớ vậy chị bệnh rồi mà chị mặc áo dài má không chị giảm cân được vậy á sao thấy ghê vậy
mà tại vì nhờ hồng phước á, nhờ hồng phước của ủa chị nhờ hồng phước đằng sau nó ghi là lộ lộ chị, nhờ hồng phước của Alex á, trợ lý á, cái anh thấy ghi là ủa nhờ hồng phước của trợ lý á, sao sao vậy trợ lý hỏi là em quên đem áo hả năn nỉ anh Alex ơi, Alex anh qua lấy giùm em cái áo đi Alex. Alex gọi nha, em về em muốn lấy áo màu gì em mặc áo màu gì anh lấy cho em áo màu gì cũng được hết đó, bằng size của em là được rồi. Ừ rồi sao ông quốc áo chạy về mở ra thấy chữ lộ lộ là ra cái áo này hả? Ừ thiệt á, nói không phải khen chứ nhìn ra tưởng mẹ em không á, nhìn nó già mà sao mà mang nhớ là sao đã nói chị bệnh chị chị làm bệnh thôi ở nhà đi làm tội nghiệp em rồi, cho tôi hát hết số này nghỉ vô nha, vô nghỉ nha, ngồi nha. Xuống gì đây mây gì đây mây gì ra mây gì đây mây gì ra con bút gì đây buông gì ra pháo hoa pháo xe qua xe chốt qua chốt duyên qua duyên trời như thí kiều như con chốt 41 mấy gì già đầy quả ơi mấy gì già dạ. Nói người tám giờ lại mình. Ủa tao sao tao ok mà tao thấy tao ok. Ngước ai? Chị Quyền. À mẹ Quyền ơi. Em đừng có nói chị. Sao? Em cũng như nhau thôi à. Có ai mà mang guốc mà bốn ngón giò nó bước ra khỏi cái lòng bàn guốc này không? Ủa thì chân cũng có người này người kia, sai này sai kia đúng không? Là lỡ sai mẹ Quyền sao với tay em mày. Kệ ta. Ai có Facebook mẹ Quyền nhắn thì em nha, dân lậu lấy lúa guốc mẹ mang. Ôi yes. Không ai biết. Phá chửi mẹ ơi. Quả. Để mùa đông mới xin hãy làm tiếng rơi để trắng lối em anh về. Để mùa đông mới xin hãy 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 con 17 con 17 con 17 con 17 con 17 mấy chị già mấy chị đẹp mấy chị già cô chị ta dâu nhớ đây 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 27 số chị đây có mấy chị đây có ba chị đây có ba chị đây ba chị đây ba chị đây ba chị đây à an phú đông quay hùng mà lịch sử an phú đông gìn giữ mà biên cương à phú đông trưng dũng kiên cường muôn dân đoàn kết diệt thù mà ngoại xâm cái 35 cái 35 35 35 mấy gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đó nàng về nàng về nàng nhớ anh không về nhớ nàng răng nàng trừ 54 con 54 là dễ cờ hơn. Vâng, vòng số 54 và phía đằng xa có chị Tư mà được giải. Vâng, cô chú chị mình khoan vào bên vé. Và để chúng ta có thể dò số lại cho quý vị và tránh đi tình trạng dò số dùng, chúng ta có thể dò số lại. Rồi, à, bước lên sân khấu luôn nè. Đó. Rồi, dòng lời ký hiệu 0950. Đúng dòng lời, 54 vừa mới điểm qua. Có 1 45 Có 2 35 Có 3 Con số cuối cùng 17. Có đủ 17, 35, 45, 54. Rồi một chủ nhân em có thể kiểm tra giùm chị. Đó, tờ giấy này cưng cầm đi. Đó, giờ kiểm tra cho em trai này nha. Rồi, dòng lời 0950 đúng dòng lời 54 vừa mới đi qua. Có 1 43 Có 2 27 Có 3 Số số cùng ốc len số 2. Có đủ số 2 27 43 54. Rồi em gái có thể kiểm tra lại nha. Rồi bây giờ thì một tấm phiếu như thế thì bây giờ là tinh trùng là tặng phẩm là cư đôi. Rồi bây giờ bên em mỗi em chọn cho qua nó một con gấu nhỏ nhỏ giùm chị nha. Rồi bóc con gấu vô bóc banh luôn em ơi. Đó nó lẹ quá nó nuốt cái lử. Rồi mở số ra nè em ơi. Rồi dễ thương quá ông địa 38 51. Trời ơi chúc mừng em gái luôn. Rồi chúc mừng em trai chia tay với em trai nha. Rồi dòng lời chị qua không còn nhớ chị tiếp tục dòng lời mới luôn. Cô chú anh chị mình đã nhanh tay lẹ chân luôn. Rồi em gái tới con gấu bự đi em. Đã muốn chọn con nào cũng được luôn. Đó con gấu tím liệm xìm liêm luôn. Rồi dễ dễ bên đây dễ bên đây dễ bên đây. Dạ thấy được con bên đây nè Giang ơi. Đã đây nè cưng. Ôi con gái lên coi. Làm con gái lên coi. Trời ơi. Trời ơi dễ thương quá. Cái chừng nó lún mấy con bông giờ ra.
Rồi, dạ bây giờ dòng lời chìa khóa không còn giá trị luôn quý vị đó. Tiếp tục dòng lời mới luôn. Dạ quý vị vừa mới tới, quý vị bên đây đó, phía cánh phải của Thanh Thanh còn một chồng ghế đi cho bà con mình ngồi thoải mái đi, cho bà con mình xem từ ban đầu tới ban cuối. Đi càng về khuya thì càng hấp dẫn luôn quý vị đó. Rồi, má bên trái lớn đứa bên phải luôn. Tiếp theo là vé vào dịch vụ là 10.000 đồng để chào đón bà con mình nha. Rồi, mà anh ba chị tư luôn, chia ra làm hai làm ba bán luôn. Dạ quý vị nào chưa có vé, giơ tay ủng hộ giùm em đi ạ. À. Rồi, qua đây luôn nè, hương quả bên phải luôn cần. Rồi, thấy rồi. Rồi. Hỏi hỏi rồi hả? Nghe rồi, trời ơi, công nhận á. Dễ thương quá. Đây, Lu gì? Lucy đúng rồi em. Lucy hả Lucy? Lucy dịch tiếng Việt là dễ gì? Hả? Là món ăn Lucy á hả? Rồi, đây, bác bên trái nó đứng bên phải luôn rồi. Phía trên còn hai bên dưới cuối luôn, quý vị ủng hộ dùm vé bên đây luôn nè. Anh trai bên đây luôn nè, cưng ơi. Rồi, ba đù, phía bên đây quay lại cưng, ba đù hết vé. Đây, bên đây nè cưng, đó, người đẹp phi đinh dân phục vụ cho bà con mình bé luôn, còn hai ba bé cuối luôn, em mở tưởng luôn. Rồi, bán bên trái nó lướt bên phải luôn, giờ quý vị nào chưa có vé nhầm lời này ủng hộ giùm em. Giờ bây giờ thương mời toàn thể quý vị mình ai có vé trên đây tập trung giờ, số. Rồi, Lucy, đây nè cưng ơi, bước lại sân khấu nè, đây nè, đó. Xuống gì để nhé, bây giờ trên tay của người đẹp đó, nhã vi còn sưu đồng lại hai ghế luôn chị. Thẳng phía đằng sau luôn, thẳng luôn em ơi. Thẳng phía đằng sau luôn thì chung với chung. Em chào chị ba. Chị ba mới tới, chị ba ơi. Ba ghế cho chị ba, chị mới tới này cô ơi. Rồi thẳng phía đằng sau luôn. Đó còn hai chiếc cuối luôn chị, phía đằng chân ơi. Xuống gì đà, xuống gì đây. Rồi Nguyễn Trung hết ghế. Đây nhã vi còn hai cái cuối bà con, hai cái cuối bà con này chưa biết được rồi nè, nghe ra phía trước này. Trời ơi con gái nãy giờ mà phía trước không thấy. Đây nhà cưng phía trước nè, Nguyễn Tài lên sân khấu nè cưng, chạy lẹ lên giùm chị đi. Ừ đó, ở trong đoàn của mình em là con trai thẳng đó nè, em phải chạy cho nó lẹ nha. Xuống gì đây đẹp chiều nay mà sao không thấy anh trời buồn xuân hay buồn thuốc khói anh em không lại anh dù lòng sao đây anh cứ hẹn chiều mà ngồi trước trời không thấy em. Rồi hồi nãy ai đưa cho Lucy 100.000 quý chị, ai đưa cho Lucy 100.000 kìa, đó anh trai kìa em ơi. Đó quý chị mình ha, ở nhìn kỹ em biết gì mình có đưa tiền cho những cô gái nào, quý vị nhớ mặt giùm em nha, nhiều khi nó quên nó bỏ dở luôn á. Xuống gì ra thương quá có chế hả em, dễ thương quá trời ơi. Một học luôn ha, cưng dễ sợ nha. Rồi bắt vé cho bây giờ chụp lời tiếp theo. Mà bắt đầu còn hai vé mà không, hai vé mà con này chưa có vé. Ủa một cái. Dạ chị ba, cảm ơn chị ba. Xuống gì đây nắm nặng mà nghe tôi kêu một tờ ra. Cơ chắc là con máy còn mấy gì ra cái mà gì ra ta gì đây mà gì đây. Anh ơi người tình tôi ơi. Ôi người ta họ cứ nhau chiều. Hey! Anh ơi người tình tôi ơi. Anh ơi chuyện chúng mình cùng tính trăm năm cái 35 mới một cô cái chặt chặt vô cái chọc chặt vô quý gì ơi. 35 mấy gì đây hay gì đây mày gì nhà ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Xin dừng cơn nhớ quán em đây không bán sầu riêng nè. Bốn mươi mấy gì ra anh Nguyễn Trung, mấy gì ra còn phải gì ra mới chơi nhiều xa sáng đêm nay. Bỏ Nguyễn Trung ra mày. Nhiều như những gì mình đã có anh ơi, một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh em mãi. Là người từng trăm năm. 45 cho 45 cho mấy chị đây, cho mấy chị đây, cho mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây quá ơi. Ai Tam ơi Tam nhiều chuyện, cái mà nhiều chuyện. Ơi Tam ơi vô duyên hay bị vô duyên. Con ngựa có sừng cán cuốc mà sợ đá. Mèo gái chuột bay chuyện không mà nói có. Nắng mưa vui buồn đi trắng mà thủy phi. Nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì đừng để bà con. Sao nghe cô bác chê cười còn 60. Còn 60 rồi còn 60. Còn 60 quyền 60 mấy. Chị đại hay quyền chị đại mấy. Chị đại nói chị đó chị bà ta.
đẹp từ ngày hai đứa yêu nhau mà cứ thật nhiều. Đi đa đi đa, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng tin bao nhiêu. Đi đa đi đa, một hai đứa yêu nhau tâm vào một bài. Hey, what the em và anh ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
53 53 53 53 còn ngày gì đêm nay cái gì ra kế từ lúng tung sọt lên đèn thăm bước theo hào chinh mời hay thì ra con bạch diễm sương hai đứa trong đêm khuya ứ ừ còn số tư còn số 4 là tấm vé cờ hên xin lô xin dừng chân. Kính thưa quý vị, con số 4 vừa kia qua đã có một người đoạt giải. Chị ơi, lên có đường chính đạo để không lên. Thích leo trèo ha, cái tính tinh nghịch. Chị tuổi khỉ hả? Chị tuổi gì? Không, tuổi gà. Tuổi gà hả? Kệ chị. À, con số vừa kia qua là số mấy vậy chị? Số 4. À, số 4. À, con số 4 có 1 đúng không chị? Chị xác nhận mới có 1 đúng không? Bả gạch rồi bả xác nhận nữa. Ừ, không quên. Không lẽ bà nói không đúng qua không? Kia, con số 20 có 2, 35 có 3, 50 có đủ. Dòng loại 35 hợp lệ. Rồi, xin chúc mừng chị đứng đây chờ xíu nha. Số 4 trời ơi, có 1, chọt mất con số luôn. 20 có 2, 49 có 3, 50 có đủ, 53 có đủ. 53 đúng không chứ không có 50 đúng không? Chị coi 50 hay 53 vậy? Ông chọt nó mất con số luôn. Số 4, 20, 49, 53 mẹ 53 ơi. Đúng không? 35. Ông chọt số 3 thành số 0 luôn. Tức chết luôn á. Rồi bây giờ quay số đi. Rồi coi giùm luôn hả? 48. Rồi đi về đi má. 52. Trời cô chú anh chị mình ơi, dòng loại vừa qua không còn giá trị nữa. Anh chị mình nhẹ tay ha, lật ra phía sau ghi họ và tên kèm theo đó là số điện thoại, xong mình ship nhỏ mình để sẵn ở trên ghế của mình đi. Chút xíu nữa thì bên trên chúng em sẽ có nhân viên đi gom lại qua những tờ lá phiếu đó. Cuối chương trình thì mình sẽ có một trò đó là rút thăm may mắn để cho cô chú anh chị mình có thêm một phần quà nữa ha. Thì ngay từ giờ này một tờ lá vé là 10.000 đồng qua một dòng loại mới. Thì ai chưa có vé mình giơ cánh tay lên để bên trên chúng em thấy được điều động nhân viên tới tận nơi tận chỗ mà phục vụ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi vé qua bên đây tay phải luôn nè quả ơi.